vàng thắm trên vai, tóc sầu rũ trắng thân ai, hương đời tình. Anh Được đang định đi đón anh đây nè. Chú Lập, trời ơi, gặp chú tôi mừng quá. Không ngờ chú Lập ăn mau nổi quá trời quá đất. Mới có vài năm nay thôi, cũng nhờ trời đó anh à. Chú khá quá đi. Dạ, xin phép ông chủ. Ủa, cô Thảo về à? Giới thiệu cho anh biết, đây là cô Thu Ngân của tôi đó. Dạ chào ông. Chào cô. Dạ, ông ở chơi, xin phép ông chủ tôi về. Dạ, còn số tiền két. À, thì cô cứ giữ đó đi mà. Vậy tôi về. À nè, tôi còn đãi khách 2-3 ngày nữa nghe cô. Cô đó là cô Thâu Ngân mới của quán này đó hả? Ủa, bộ anh biết cổ hả? Không. Sao thành phần ưu tiên của chú đó hả? Đâu có anh, không mấy khi anh em mình mới gặp nhau. Cho cô nghỉ mấy ngày để anh em mình nhậu cho đã vậy mà. Vậy thì lỗ sở hụi của chú rồi. Nhầm nhò gì đâu anh. Ủa, mà sao em không thấy chị và cháu vậy? À, mẹ con nó đi lên trường thăm thằng con trai, nay may mãn khóa học ở trên này nè. Cháu nó học ngành nào vậy anh? Nó theo ngành luật. Con riêng của bả. Vậy anh có đứa nào không vậy? Có chứ. Hồi đó ráp về với bả đâu được chừng 2 năm thì con bồ nhí nó trở quẻ, đem giao cho anh đưa con này, rồi nó bỏ theo thằng người khác. Tưởng đâu bả sẽ nổi điên, ai dè mượn vô cơ đó, bả thú nhận với anh là bả còn có một thằng con nữa. Vậy là chỉ có một thằng con riêng, bả có con trước khi đi lấy chồng. Tới anh là đời thứ ba rồi. Như vậy đời chỉ quá xuân chiên, xài hao quá duyên tình mấy bận lao đao. Mà làm sao anh chỉ kết tình, ôi chuyện dài dòng để thủng thẳng nói sao. Kể như bây giờ là anh có tất cả rồi, con ngoan nè, vợ hiền nè. Thiếu, anh thiếu hẳn một thứ, đó là tiền. 18 năm nay anh chỉ được có cái vỏ. Bà này bà cao lắm, dễ gì rớt vô tiền của bà được. Anh vẫn không thay đổi gì so với trước. Anh chưa cam lòng với chị hay sao? Chú hiểu anh quá mà. Ủa, ai như mẹ con nó về tới, sao về sớm vậy kìa? Chào chú Lập. Dạ chào chị. Gặp anh con chưa vậy Hồng?
Dạ, ở đằng trường nói anh đi công chuyện, tới khuya mới về. Con có dặn khi nào anh về á sẽ tới thăm ba má. Vậy để tôi dặn tài xế chuẩn bị xe, rồi mời anh, chị và cháu cùng đi ăn cơm. Vậy mình đi liền rồi về sớm nghe ba ha. Bà hỏi coi con Hồng nó có hẹn với ai không mà nó nôn quá vậy bà? Dạ, con có hẹn trước với bạn con, hôm nay lên đi coi phim Tình Yêu Tuổi Dại. Phim này hay lắm ba ơi. Vậy con lên đây để đi chơi với bạn chứ đâu phải đi thăm anh con. Một công đôi chuyện mà ba. Bạn mà con vừa nói là trai hay là gái vậy? Dạ, là bạn trai. Trời đất ơi, ông làm cái gì mà hỏi kỹ dữ vậy ông? Bà biết cái gì mà bà nói. Còn con Hồng nữa, muốn giao du bè bạn thì phải biết thận trọng, không khéo đụng nhầm cái đồ mắc ôn là toi đời nha con. Thằng đó nó phải gặp ba để ba khảo sát sơ qua về tư cách của nó. Còn bây giờ mỗi bước con đi đều phải có má con theo canh giữ. Con gái lớn gì đây mà bà hơ hỏng quá tài. Xưa nay việc chi của con ông, tôi đâu có được giữ phần can thiệp. Tao nói mà cãi lời là chết với tao liền, mai biểu nó trình diện tao. Nhưng mà con đâu có biết ảnh ở đâu, chỉ hẹn nhau đến chỗ này thôi. Con quá dại cái thằng như vậy, không đi cửa không nhà mà con quen được à? Dạ ảnh có nhà chứ, ảnh ở với má ảnh và một người chị nữa. Nhưng mà con quên địa chỉ rồi. Mày quên hay mày giấu hả? Nói đi. À, xong rồi, bây giờ mời anh chị và cháu cùng đi dùng cơm. Bây giờ đi ăn cơm đi, rồi chút nữa hãy điều tra tiếp. Ý, bạn con tới rồi kìa ba. Ủa, cháu quen với cậu này sao? Bồ, chú cũng biết thằng đó nữa hả? Biết, nó là thằng Trường, em của cô Thảo, Thâu Ngân hồi nãy đó. Thỉnh thoảng nó cũng tới đây phụ tôi coi trật tự quán. Chú đưa bả với con Hồng đi trước đi, rồi cái chúc tôi đến sau. Ba, nhưng còn bạn con... Tao biểu đi thì đi, ra ngõ bên kia kìa. Thôi đi đi, cãi một hồi ổng nổi tam bành là khó sống đó. Đi con. Nè, chút tới Hương Giang, chỗ mà anh Song hay ăn lẩu cá gọc với lại cánh gà chiên nước mắm á, biết không? À, tôi biết rồi. Dạ, chào ông. Cậu tìm con Hồng phải không? Dạ phải. Xin lỗi, ông là... Tôi biết cậu hẹn với nó, nhưng nó có công chuyện phải đi với má nó rồi. Cậu đưa hai cái vé coi phim đây, tôi trả tiền lại cho cậu. Bây giờ cậu nghe tôi nói nè, tôi là cha con Diễm Hồng. Nghe nói cậu viết thơ hẹn với nó lên trên này xem phim Tình Yêu Tuổi Dại có phải không? Dạ có. Cuốn phim đó nó cổ võ cho cái quan niệm gọi là tự do luyến ái của trai gái sắp vào tuổi thành nhân. Tôi không cho con gái tôi xem, nghe nói cậu là em cô Thảo ở quan này. Dạ thưa, cháu đúng là em của chị Thảo. Người bạn tôi có một thằng con trai quen với cô Thảo là tiếp viên ở đây. Thằng đó nó tên là Nguyễn Nhật Tâm. Dạ chị cháu có quen với lại anh Tâm, nhưng chỉ là Thâu Ngân chuyên việc tính tiền, chứ chị cháu không hề làm tiếp viên. Thâu Ngân hay tiếp viên chiêu đãi gì cũng là nghề của các cô biết dùng nhan sắc để mà hái ra tiền. Chỉ có người hèn chứ không có cái nghề nào hèn hết. Thời buổi này vạn sự chỉ do tiền. Gia đình tôi chỉ thiếu có cái khoản tiền bạc đó, mà con gái tôi không được theo đuổi việc học hành. Dạ, cháu nghe Hồng nói sắp vào học trường kinh tế gì đó hả bác?
nhưng ở nhà lo không đủ tiền cho nó ăn học ở trên này, cho nên đành thôi vậy. Tôi rất vui vì con Hồng nó quen một người như cậu, nhưng mà số nó không may, không học được trên này thì chắc là khi đem nó trở về nhà tôi sẽ gả nó lấy chồng. Chứ con gái mà dở dang việc học thì gả sớm cho rồi để được yên tâm. Tôi khuyên cậu chứ để lòng ràng buộc, coi như cậu và nó có duyên không nỡ thì thôi, sao buổi nói chuyện này bắt cháu mình chia tay. Bác ơi, xin bác đừng nóng vội, việc tiền nong có thể còn tính lại. Chứ để em Hồng dở dang như thế, thật uổng một đời mà tội nghiệp cho tụi con. Bắt đầu nhận tâm nhưng đã hết cách rồi, ít nhất 10 triệu đồng mới đủ lo toan. Thôi cứ để cho nó an phận theo chồng cậu, cứ xem như là chưa có chuyện yêu đương. Nhưng thưa bác, thôi cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra hết. Cậu cứ về đi, tôi sẽ nói với con Hồng là cậu không có tới, để nó khỏi hy vọng nhiều mà đau khổ tội nghiệp con nhỏ. Sáng mai chúng tôi từ giá. Dạ thưa bác, xin bác đừng đưa Hồng về gấp. Cháu biết, cháu biết có một chỗ có thể cho cháu mượn đủ số tiền mà bác cần có. Hạn chót cho con Hồng ghi danh là chiều mai rồi đó cậu à. Nhưng nội đêm nay cháu sẽ có tiền, xin bác hãy cố gắng chờ. Cháu sẽ gặp lại bác sớm thôi mà, ráng chờ con với bác. Được được được, tôi chờ cậu. Nếu vậy tôi trông tin cậu lắm người cậu Trường. Trời ơi, mới quen biết nhau mà dính dáng tới tiền bạc, biết là két hết sức gì đó. Dạ xin bác đừng ngại, tất cả cũng vì lo cho em Hồng thôi mà. Thưa bác, cháu đi. Cảm ơn cậu nhiều lắm nghe cậu Trường. Cảm ơn cậu nghe. Cậu đi khỏe. Đi đâu đó không có được đi, hai đứa bay không có được đi. Ông điên kia, tránh đường ra cho tụi tôi đi đi. Tao không tránh. Ê, mày nói ai điên? Cái đồ hỗn láo, bộ má mày không có dạy mày hay sao mà mày dám nói tao điên? Tao điên thì ai tính hơn tao? Trời ơi, cái ông này điên nặng quá rồi. Tao điên mà tao biết tại sao. Tại sao con đàn bà đó bỏ chồng cuốn gói theo trai, bỏ tao mấy trăm năm nay? Thằng nhỏ ơi, mày đi chơi như vậy, thế nào mày cũng bị má la. Mày sẽ bị đòn chết cha nghe mày. Còn con kia đừng có đi theo nó, dẫn tao đi tìm đứa con khờ. Đi đi. Nè ông, không có thời giờ, thôi ông hãy đợi chờ. Tôi rảnh á, rồi tôi sẽ đi kiếm con của ông. Mình đi em. Hơi đâu mà nói chuyện với ông khùng. Ê, mày nói ai khùng? Mày nói tao khùng hay mày nói con kia? Đi. Nhưng mà ông phải ngồi đây chờ tôi nha. Tôi đi công chuyện về á, rồi tôi sẽ đi với ông nha. Ngồi đây nha. Chờ. Ừ. Nhớ nha, đi lẹ về nha. Mày đừng có đi luôn nha. Chờ đó. Đi đi. Lẹ đi. Thật tội cho ông ấy quá. Mình đi đi anh. Đi em. Bao giờ
đám bắp đổ cơ, đám dưa đổ nụ, đám cà ra hoa. Nhắn giùm người ở phương xa, đúng rằm trăng tỏ, hỏi trăng già hay non. Đêm trăng tròn tròn vành vành, sao nghe lòng ta cô quạnh, vô tàn động sẽ lành, lành hồn đớn lành cả vai gầy. Ôi lòng ta dai rứt không nguôi, tri cuồng tâm loạn, màn đêm sao cứ mãi dây trùm. Chờ hoài, đợi hoài, sao không có ai tới hết vậy? Bỏ tôi hết rồi sao? Em cũng bỏ tôi, em cũng bỏ tôi luôn nữa. Con cũng bỏ tôi, má tôi cũng bỏ con, con bỏ ba, sao còn có mình tôi vậy? Thằng khốn nạn, nó giết tôi chết rồi, nó giết tôi rồi. Trả lại cho tao thằng khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, trả lại cho tao thằng khốn nạn, thằng khốn nạn. Trường, con về rồi đó hả? Dạ, con về rồi. Trời gió quá, sao má không ở trong buồng nằm nghỉ mà ra đây làm chi vậy má? Má xếp lại mấy cái áo của ba con, trời lạnh như vậy dễ bị ẩm mốc lắm con à. Mấy cái áo đó cũ hết rồi, má còn giữ lại làm gì nữa? Ba con đi không có gì để lại, chỉ có mấy cái áo cũ này với con dao mà chú Hai Thiệt trao lại cho má hồi má trở về để nhận con. Cho nên má phải giữ cho kỹ, không thì đâu còn gì là kỷ niệm hả con? Má, má lập bàn thờ cho ba từ lâu rồi. Hàng năm cứ đúng ngày ba mất tích, má đều biểu con nhà chị Hai cúng giỗ cho ba. Vậy sao má vẫn không tin là ba đã chết? Mọi người ai cũng nói là ba con đã chết. Từ sau khi nội con mất đi, sự nghiệp tiêu tan. Có người thấy ba con say rượu rồi té xuống sông sâu, họ kiếm tìm chẳng thấy tâm hơn. Đợi chờ má tin ba nghi con sẽ trở về. Ôi tấm lòng má cao cả thiêng liêng, hiền hậu như một bà tiên. Má dưỡng nuôi con bằng tất cả chân tình, chú con tràn hơi ấm gia đình. Với má thì hai con là núm ruột, không thể rồi chia xa. Má, con thương má quá à. Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa. Con nói thiệt đó, trong đời của con chỉ có má và chị Hai thôi. Con nói là con thương má,
Vậy sao con có chuyện gì lo nghĩ mà không nói cho má biết vậy hả? Dạ đâu có chuyện gì đâu má, chỉ là cái chuyện tình cảm bạn bè của con thôi à. Ờ, con đã nói vậy thì má không có hỏi nữa. Nhưng mà hễ có chuyện gì thì phải nói cho má biết nghe không? Dạ. Ờ, thôi để má vô má hâm lại nồi canh, chờ chị hai con về rồi ăn luôn thế. Trường, em làm cái gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy? Đâu có gì đâu chị. Đừng có giấu chị, bạn gái cho leo cây rồi phải không? Đâu có. Em đang suy nghĩ, không biết nên dẫn bạn gái đi chơi ở đâu thì có. Có đi đâu thì cũng phải đợi chiều hay là mai mới đi được chứ. Sao vậy chị? Vì bây giờ em phải đến chỗ làm của chị ngay, mở tủ tiền lấy đỡ mấy trăm ngàn. Theo địa chỉ này đây, đi lên Thủ Đức mua thuốc cho má thêm. Nghe người ta nói ông thầy này ông hay dữ lắm, nên mua sẵn để dành, khi má hết thuốc thì sẽ có mà uống nhai. Má đang xài thuốc tây mà bây giờ đổi thuốc như vậy, không biết có hại gì không? Chị hỏi kỹ rồi em sẽ đi mua sao? Chị có hỏi rồi, nhưng mà họ nói là không có chuyện gì phải lo lắng hết trơn á. Vậy em đi liền, má có hỏi gì nói giùm em luôn. Ừ, em đi lẹ rồi về nha. Chìa khóa tủ của chị nè. Vậy em đi nghe chị. Ừ. Bồn tính uống nữa hả? Tôi uống soda lạc cho tỉnh táo trước khi nói cho bà hay một tin quan trọng của gia đình. Vợ thằng Tâm là cô thư ký thâu ngân của chú Lập. Gì? Ông nói vợ ai? Của con trai bà. À, có phải ông vừa nói cái con nhỏ đó là thư ký thâu ngân của chú Lập? Con nhỏ có một thằng em trai làm vụ đảng ở đây nè. Thằng đó đã gửi thơ về rủ con Hồng lên đây coi hát bóng. À, cái thằng hồi chiều đó hả? Vậy mới biết con gái ông có cặp mắt tinh đời chứ. Con gái tôi không cần, nữ sanh ngoại tộc mà. Lo là lo cho người ta có con trai mà tương lai sự nghiệp chẳng ra gì kìa. Bây giờ ông nói lẫy hay sao? Bộ bà tưởng tôi không thương thằng Tâm bằng con Hồng mà. Con nào thì cũng là con hết á. Thằng Tâm chẳng có tương lai, bà đâu có vui gì phải không? Mà bà không vui thì làm sao tôi thấy cuộc đời này còn ý nghĩa. Tôi nổi trung chuyên qua hết nửa đời người, từng tuổi này tiền tài danh phận của tôi như bông mây trôi về cuối một chân trời. Chung quy chỉ vì chị em thâu ngân chú Lập mà thằng Tâm lại với con Hồng, bị lôi cuốn tới trước một vực sâu nguy hiểm vô cùng. Ông phải làm cách nào để cứu vãn giùm tôi? Nè, phương cách gì ông tùy nghi sắp đặt? Cũng là dịp cho gia đình thêm siết chặt thân tình, hẳn bà sẽ không phản đối tin mừng nếu thằng Tâm với con Hồng thành đôi vợ chồng son. Phải lắm đó. Ừ, thằng Tâm với con Hồng, con trai tôi cưới con gái mình, thì gia đình chỉ mất công làm một cái đám cưới. Ừ, coi như khỏi tốn tiền sính lễ, không có hao của hồi môn. Ừ đúng rồi, vậy là tất cả gia tài thuộc về vợ chồng thằng Tâm hết. Sau đó tôi với mình thật sự hưởng mối tình già. Ừ, thì tôi biết bây giờ tôi già rồi mà. Già là tôi già nè, bà thì vẫn luôn trẻ đẹp. Thôi, bà về trước với con nghe. Tôi nán lại chờ chú Lập tỉnh lại, nó còn ngoài xe kìa. Được rồi, tôi về trước nghe mình. Bà về.
Kìa cậu, tôi có tin mừng không? Dạ có. Cháu vừa mượn đủ số tiền 10 triệu vội trở lại đây gặp bác. Ôi, thật là một dịp may không ngờ được. Gia đình tôi sẽ biết ơn cậu suốt đời. Cậu uống một ly cho ấm nghe. Cảm ơn bác, cháu phải về ngay. Chúc cậu thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Nhờ bác nói cho Hồng biết, tình yêu tuổi dậy còn chiếu thêm 3 ngày nữa. Phải vậy chứ, phim đó hay lắm. Nhờ cậu dẫn em nó đi xem giùm. Thưa bác, cháu về. Nhớ nghe cậu, gia đình chúng tôi ở phòng 214 khách sạn Sao Đêm. Chú khỏe chưa chú Lập? Anh mới kêu bà về nghỉ trước á. Nhờ mấy viên thuốc cho nên em hết sai ngay. Nhưng mà chú vẫn còn buồn. Anh biết, anh hiểu chú. Chú nặng mang một nỗi niềm tâm sự. Hồi uống ly thứ sáu á, chú có than thở rằng: anh ơi, em uống rượu nên say từ một tháng gần đây nhất, để quên lãng nỗi sầu tình luôn rai rứt ở con tim. Anh không ngờ em yêu thế, nắm trong tay tiền rừng bạc biển, vậy mà đành ôm kinh khối tương tự con nhỏ thư ký thâu ngân của mình. Đối với hạng tham tiền háo danh, tội gì em phải khổ tâm? Không khổ tâm mà buồn, nhưng người ta đã là một biệt lệ, chớ dễ gì mà em bị tương tư chứ. Đồng tiền kể như không giúp ích gì trong vụ này đâu anh. Vậy mà anh đoạn chắc với chú một điều, nói giúp rất nhiều cho chú hết tương tư. Em có thể mua tất cả nhưng không mua tình người ta được anh ạ. Đây là tiền cát xê chú giao cho cô Thảo, nó sẽ như những chiếc lông ngỗng của Mỹ Châu dẫn đường chú đi ngay vào trái tim của người đẹp. Chú nghe nè. Nó vậy đó. Má, má ơi. Ủa, Dượng và em con đâu rồi má? Con Hồng ngủ đằng phòng, ổng thì còn ở đằng kia với bạn ổng kìa. Gia đình mình lên đây đông đủ như vậy, con hết sức vui mừng vậy đó. Tâm mà, gặp con á, má cũng rất vui. Nhưng vui một mà má lo đến 10 lần. Thưa má, con thành tài. Thì chính vì con đã thành tài cho nên má mới lo âu về những ngày mai sau. Con nghe cho rõ nè, má xem con như một hạt trân châu, đã từ lâu được trao được chú, đã gần đến lúc bài chân phải được bao giữa gấm nhung. Má ơi, con là thanh niên thời đại, phải tập tành mưa nắng gian truân. Má lo là lo cho duyên phận con kìa, má sợ con lầm lần để hạt trân châu quen lắm với ao bùng. Về chuyện nợ duyên, con thận trọng vô cùng. Thận trọng mà con để cho lạc đường. Thôi con à, má đã hiểu tận tường câu chuyện ở đây rồi. Má Tâm, con là một thằng con trai học giỏi nhà giàu, không biết lý do nào lại để một loài có dài dướng chân. Má, má biết hết. Con nhỏ đó tên Thảo, làm thơ ký quán cỏ dại, có thằng em trai tên Trường làm du đảng, đúng không con? Dạ đúng. Nhưng má còn biết thêm nhiều việc lắm. Nhưng con chỉ cần biết một điều, má không đồng ý chuyện tình yêu với con và con Thảo. Má nhận xét Thảo ra sao? Má chưa gặp mặt Thảo mà. Không còn nhận xét hay cảm nghĩ gì nữa, mà là má quyết định. Một là con chấm dứt hành động sai lầm đó. Hai là má sẽ chấm dứt tình mẫu tử ngay từ hôm nay. Má, xin má đừng nghĩ vậy. Tội nghiệp cho con mà má.
đời con chỉ còn có má. Phải rồi, hôm nay ở đây con chỉ có má, nhưng mà hôm qua và ngày mai con có tất cả mọi thứ trên đời khi có con Thảo ở kề bên, phải không? Trời ơi Tâm ơi, má không ngờ, má không ngờ thể xác con rắn chắc như thép như gan mà tâm tư con lại yếu mềm cầm bằng như giọt nước vậy đó. Thưa má, má ơi, quả thật là khi con và Thảo mới quen nhau giữa thành phố lẻ loi, lòng con thoáng hồng lên tia lửa ấm. Nhờ đó mà con không nản chí suốt bao nhiêu tháng ròng năm dài. Gặp nhau trong giông bão nên dìu nhau về nương náu cho hết trần phong ba. Rồi hiểu ra từ đó đến trọn đời, khi ân tình qua mộng kết thành đôi, thì chúng con gắn bó mãi không rời, chung nhịp con tim và chung từng hơi thở. Gốc nguồn trời đất ơi, 100 người ở Cần Thơ hết 80 người biết đến nhà ta. Mà... con đâu phải là hạng xoàn mà đi sắp hàng với nó chứ. Má ơi, tội nghiệp con mà má. Má, từ khi có trí khôn con chỉ biết con lớn lên sao thèm cống diện cô nhi, cho đến lúc trưởng thành mình chẳng có gia đình. Tam, nhưng mỗi lập đóng Sài Thành đã thêm xe sắt kiếp đơn côi. Tâm à, con biết không, má phải lo bươn chải với đời con mới được cái ngày nay nên dai nên dốc. Má, tâm tư con như một người chết đuối, cho đến khi con đã gặp gỡ nàng. Những chiếc lá giữa dòng xây bám vào nhau, dắt dìu nhau đến bên bờ đất mong. Làm sao dập tắt bầu lửa ấm khi kỷ niệm đã in hằn hai kiếp sống cần nhau. Nhưng còn sống ngày nào, má còn làm hết bổn phận với con ngài ấy. Tâm à, ba mẹ nào cũng muốn được nhìn thấy con trai mình cưới được vợ hiền, có gia đình bề thế giàu sang. Má, má đã cho con chọn quyền lựa chọn ý trung nhân, nhưng con đã chọn không đúng mẫu mà má hằng mơ ước. Thôi được rồi, con cứ tự do quyết định theo ý của con đi. Nhưng mà trước khi con làm đám cưới với nó, con hãy lo đám ma cho má nè. Thà má tự giận mà má chết cho rồi má đi. Má ơi, chuyện vợ con của con đâu quá gấp như vậy. Xin má đợi đến lúc con về rồi tính tới. Rồi con đi đâu nữa? Con vừa làm hồ sơ xuất ngoại du học, thời gian thụ quấn là 3 năm, mãn khóa xong 2 bữa con đã đi rồi. 3 năm? Nhưng mà biết 3 năm á, con có thoát ra được cái vòi quyến rũ con nữ quỷ đó không? Con xin má cho con có thời gian quyết định. Chúc má ngủ ngon, con đi lo thủ tục lên đường. Tâm à, con đi nghe má. Tâm, dạ chào bà. Không dám. Chào ông. Dạ đây có phải là nhà cô Thảo giúp việc cho phòng trà cỏ dại không à? À dạ phải, tôi là mẹ cháu. À, cháu vừa đi công chuyện. Dạ mời ông ngồi. Xin ông hiểu cho nhà cửa như vậy. Dạ cảm ơn bà. Nghèo mà sạch, rách mà thơm mới là đáng phục.
cô Thảo được thừa hưởng đức của ông bà. Dạ, ba cháu khuất sớm, hồi cháu còn nhỏ dại. Vậy là bà khéo dạy con quá. Trời cũng thương, nên chỉ nên em nó không dám cãi lời tôi răn dạy. Xin lỗi bà, cái này là tôi thí tỷ thôi. Tôi thí tỷ như cô Thảo gặp nhiều trường hợp ngược lại, thì bà sẽ răn dạy cách nào cho xứng với lương tâm vậy bà ha? Xin lỗi ông, ông là ai mà? Xin lỗi bà, nói như vậy là tôi cho rằng bà còn có lương tâm. Sao? Ông nói vậy là con Thảo nhà tôi nó làm điều gì sai quấy? Hay, bà đoán đúng đó. Con tôi sai quấy với ai? Với gia đình của một đứa con trai ngu ngốc. Thằng ngu đó ngã vào nanh vuốt của một cô gái có nghề chánh thức là thư ký thâu ngân, nhưng có thêm cái nghề thứ hai trong bóng tối, nghề của những con mối chuyên môn đục khoét tương lai sự nghiệp của người ta. Xem nhan sắc như là cái cưa cái đục, vợ tôi khổ, con tôi ngu, nhưng tôi không lặng nhìn đâu. Hình nó đây nè, bà xem đi, nó đẹp trai số một, vậy mà nó ngu si như một kẻ bị bùa mê. Xin ông nán chờ, con Thảo sắp về đây, rồi ông sẽ nhìn cung cách tôi dạy con. Bà dạy nó thay vì đập đổ thằng Tâm thì đây 10 triệu đồng bạc. Nó cứ may mặt phấn son, đừng làm quấy nhiều hơn tiền nè. Ông, ông đã nói hơn một lần cái câu nghèo cho sạch, rách cho thơm. Sao bỗng dưng ông lại khuyên tôi ném cả lương tâm xuống dũng bùng tiền bạc? Ông mới dạy tôi đừng để cho tiền bạc làm ố lem nhân cách, rồi ông dội đổ tiền ra che lấp chữ nhân tình. Ông đã nói không ai sợ kiếp thanh bần, sợ chăng là sợ cái nghèo bị đồng tiền cám dỗ, mình làm những điều xấu hổ với lương tâm. Lời lẽ ông trồng nơi lòng tôi một niềm vui vừa thoáng hiện, thì hành động của ông nó lại còn tàn bạo hơn vết chém. Ghi hận giữa lòng thì tôi không biết đến bao giờ. Ông nói ông khinh bạc đồng tiền, sao ông lại dùng 10 triệu đồng bạc biến đổi tôi thành kẻ tham tiền, đánh mất cả lương tâm? Ông nói vậy là sao? Những kẻ chỉ biết sống với lương tâm thường là những người thua thiệt nhất. Bà, tôi nghĩ tốt hơn là con người nên kết hợp một chút lương tâm cộng thêm với một ít tiền. Ông hãy cầm tiền về đi. Cầm tiền về đi, nhà tôi nghèo nhưng sạch. Ông đừng làm cho nền đất dơ bẩn vì những nghĩ tờ giấy bạc muôn màu. Ông lượm sạch tiền và rời khỏi đây ngay, không thì tôi sẽ dùng con dao này để tự sát, để tạ tội với kẻ dưới suối vàng. Nghe rằng tôi không biết dạy con. Hả? Con dao này là... của ông nhà tôi để lại cho tôi. Tôi nhờ nó mà nuôi con tôi lớn. Nói vậy, chồng bà là thầu khoan
Hồ Nghiệp Giao. Bàn thờ chồng tôi đó. Ông có quen với chồng tôi sao? Ông ơi, ông trả con dao lại cho tôi chứ. Má. Trời, má sao vậy má? Má à, tiền bạc gì mà dứt bỏ tứ tung vậy? Đừng, Thảo, má chỉ chóng mặt sơ sơ thôi. Con về tới, má hết rồi. Má, đừng, con đừng đụng tới những tờ giấy bạc kia. Nếu con không muốn cho má chết. Má, má ơi, có chuyện gì mà ghê gớm vậy má? Thảo, con có quen với thằng này không? Dạ có. Tên nó là Nguyễn Nhật Tâm phải không? Dạ phải. Ba nó mới tới đây, mới vừa về. Ba anh đến đây rồi chuyện gì xảy ra má? Không có chuyện gì quan trọng. Ba nó không tiếc lời ca ngợi má khéo dạy con. Khéo dạy con đến nỗi họ nhìn con là một con mối đổi lốt người để đục khoét tương lai của con trai họ. Má, ba của anh Tâm dám nặng lời với má đến thế sao? Xét kỹ lại, má con mình xứng đáng được ban tặng những lời vàng ngọc thế kia. Con đừng phiền dẫn người ta, mà chỉ nên phán xét phận mình. Má, thà rằng con chết, thà rằng là má giết con cho đáng tội lớn giường non. Con không có lỗi gì, phải chi má chết được. Từ hôm qua thì má khỏi phải ê chề đắng cay vì cái nhục hôm nay. Trót sống đây má không chết được, nếu mà con chưa xóa sạch vết nhơ kia. Má chỉ dạy gì con cũng tuân nghe. Cách duy nhất là chuyện con với thằng Tâm phải xem như giấc mộng, cánh tàn trắng đã lặng. Dạ, và kể từ đây chuyện kia đứt đoạn, xin má đừng phiền dân. Thảo à, mưa trên trời, mưa rơi xuống đất, má có thể mất con hư, chứ còn con không thể mất mẹ hiền. Má, tuy nhiên má không muốn con quyết định vội vàng trong cơn giận dữ. Ngày xưa má từng ở trong trường hợp đó, rồi thì càng căm giận người yêu, lòng càng nhớ thương nhiều. Má, má ơi, biết bao lâu gia đình mình thoát khỏi cảnh nghèo, biết bao lâu gia đình anh Tâm đổi thay quan niệm hôn nhân mong đăng ngộ đôi. Thôi thì con xem cuộc tình đầu như cơn mộng. Chừng lâu mong mới nên hình. Cả đời con chỉ có một đấng mẹ hiền. Má cực khổ với chị em con từ tâm bé, cho đến lúc trưởng thành má chưa hưởng trọn niềm vui. Nếu chị em con không nghe lời má khuyên răn dạy dỗ, má ơi, cho dẫu thân con phải vùi trong lửa đỏ, cho má nở nụ cười tươi, con nào sợ bếp thân hồng.
nữa má. Má, má già yếu rồi còn sống được bao năm? Hơn nữa đời khổ nhục gì con phải khổ nhục thêm, má gì né tránh. Chuyện hôm nay má từng cái đắng vì chúng hoàn cảnh, nên má muốn lẩn tránh cho con những đắng cay sau này. Ngày trước má sống với bà ngoại con cũng nghe cực khổ như vậy. Ba con thừa hưởng một gia tài đồ sổ của bên nội con cho. Khi ba con đánh tiếng cưới xin, ngoại khuyên má chỉ một lời ngắn ngủi: con ơi, gái nhà nghèo làm dâu là mua sầu chút tuổi, nhưng bởi quá thương nên má mới mua sầu. Sanh con vừa đầy tháng thì bên nội con dính vào chuyện nối dòng, buộc ba con phải làm tờ đơn đưa má rồi cưới thêm vợ khác. Má ẵm con ra khỏi nhà mà trào tuôn nước mắt, ghi khắc mãi trong lòng nỗi đau về câu hồ đối môn đăng. Má, bây giờ hoàn cảnh của con cũng như chuyện ngày xưa lặp lại. Con ơi, bây giờ thì thằng Tâm nó nhất mực đòi cưới con, thương yêu con, nhưng linh hồn đó có vững bền chăng theo tháng rộng năm dài? Má sợ rằng rồi đây vợ chồng sao khỏi có những ngày đắng cay cùng nhau. Chồng con sẽ quy tội cho con, khiến nó trở thành bất hiếu. Má nói là má nói, còn quyết định cũng tùy thuộc lòng con. Má, con thề với má, trọn đời con sẽ sống độc thân. Con xin phép má, má cho phép con đạp lên những tờ giấy bạc này như chính con dẫm lên con tim cạn máu. Kìa, tiền này là tiền của ông chủ, con có ghi dấu cất riêng ở trong tủ cả tháng nay. Chỉ thằng Trường mới được trao chìa khóa. Sao? Thằng Trường, em con bỏ nhà hai bữa nay, tiền vào tay người lạ. Má, nó ăn cắp. Má, ăn cắp tiền của con rồi. Má, má ơi, má ơi, má làm sao mày? Má ơi, má. Chị Thảo, chị Thảo à, chuyện gì vậy chị? Bác Hồng ơi, má của chị bị động kinh. Hồng làm ơn kêu xe chở má chị đến ngay bác sĩ nào gần nhất giùm đi em. Chị nhanh đi. Nhỏ, dậy đi thằng nhỏ, nước ngập tới lưng mày rồi kìa, dậy đi. Trời ơi, đừng có phá, để tôi ngủ một chút coi. Sao mày ngủ hoài vậy? Dậy đi, lửa cháy tới đít rồi kìa, dậy. Khổ quá, tôi đã nói với ông rồi, đừng có đi theo tôi nữa mà. Sao ông cứ đi theo tôi hoài vậy? Đồ bất hiếu, con mà dám đuổi cha hả mày? Ông đánh tôi hả? Mày là con tao, mày hỗn láo, tao đánh mày chứ làm sao? Mày là cái đồ hư hỏng, mày là cái thằng con bất hiếu, là
thằng ngu. Phải, ông nói đúng lắm. Những lời nói trong cơn điên loạn nhưng lại vô cùng chính xác. Chứ sao mày, tao đâu có nói bậy bao giờ. Mày là con tao mà, người lớn đâu có nói dốc với con nít. Mày hư quá. Tôi không những hư hỏng mà còn là một thằng khốn nạn. Dẫm bừa tình thâm, công lao dưỡng dục và nghĩa tình đùm bọc bấy lâu. Một phút cuồng si tôi đã phủi sạch rồi. Giờ bị người ta phỉnh gạt lọc lừa. Hậu quả đắng cay cho những thằng giống phụ. Giống phụ tình đời và giống phụ người thân. Họ bỏ rơi ta trong đêm trường cô quạnh. Gặm nhấm nỗi buồn dài xéo lương tri. Ông ơi, trong những ngày thiếu ăn, những đêm mất ngủ, những phút giây tự vấn lương tâm, tôi hiểu ra mình tàn nhẫn vô tâm. Không khác chi những loài ác thú, song không giúp được ai, còn gây khổ chính thân mình. Tôi ném cả thời xuân vào ngọn lửa si tình. Rồi tôi tự nhìn tận mắt mơ cho tàn, từ một tương lai hứa hẹn sáng tươi. Cái tương lai mà tôi từng mơ ước giờ chỉ còn một hiện tại xám đen. Với kiếp sống lang thang như bọt bèo sớm rác, trôi nổi về đâu và tan nát phương nào. Bồng bồng ta kiếm con kỳ nhông, con kỳ nhông ở đâu sao mình không thấy. Để ta bắt ngang con cầu. Ông nói điên như vậy mà không còn phiền lụy ưu tư. Tâm can không đắng cay tội tình. Ta là vua lẫy lừng một cõi, không người nói giỏi nên mới tìm con. Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con lâm bùng. Cha bỏ rơi con vào nơi u tối mịt mùng. Con sợ dương xuống lĩnh truyền giết vợ. Nhưng ai đâu nỡ đoạn nghĩa Tào Khang. Mà sao nó dạ sói lòng lang, đành tâm lìa bỏ cho nát tan gia đình. Họ bắt một con voi bỏ vào trong giỏ. Con voi thỏ thẻ ông hãy tha tôi. Tôi cho ông một nắm xôi ngon, ăn vào ông sẽ tìm được con ông về. Rồi 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 rồi, điên nữa rồi. Khổ ghê vậy đó. Tìm được rồi nè. Con đây nè. Con ơi con. Con ba. Mà ông cũng đáng cha mình thiệt. Nếu mấy hôm trước mà không có người cha điên khùng đi tìm con với ông cứu tôi á, khi tôi đói ngất ngoài đường, thì chắc tôi cũng chết rủ trước con mắt của bàn dân thiên hạ rồi. Coi khùng vậy chứ cũng được lắm. Được lắm chứ sao không được. Con ơi. Ừ? Ba đói quá con. Ba muốn ăn gà luộc. Ừ, ba muốn ăn gà luộc á.
Trời ơi, điên mà khôn dữ vậy trời. Cơm nguội còn không có ăn ở là đòi ăn gà luộc. Ba muốn ăn gà mà con. Ba muốn ăn gà. Rồi, ăn gà, được, ăn gà. Giờ hen, ông hãy theo tôi. Tôi có cách này rồi đó. Hai cha con mình không có sợ đói nữa ha. Không sợ đói. Đi, ba dẫn con đi ha. Không phải. Muốn có gà luộc ăn á thì ông phải già đào yếu lầm than, cộng thêm cái chứng điên tự nhiên nữa nghe. Còn tôi sẽ đóng vai thằng con thảm sầu như vậy đi xin tiền thiên hạ chữa bệnh cho cha mình, thì bảo đảm thiên hạ sẽ tin liền à. Tao đâu phải tên khùng điên, tao muốn kiếm con của tao. Con ơi, con ở nơi đâu, sao con không chịu về để ba mong đợi? Ba ơi, con ở đây nè, ba khỏi kiếm khỏi tìm. Con đây hả? Con của ba. Con. Rồi, con. Thôi đói lắm rồi, để con dẫn ba đi nghe. Đi. Nhớ nha con gà luộc nha con. Con. Cơn gió nào lay nhẹ cánh hoa khô, cho giọt nắng cuối hè rơi rụng. Mùa thu sang có vàng chiếc lá, gửi nỗi buồn cho cô gái đường xuân. Cho giọng hát. Đừng hát nữa mà. Kìa Thảo. Thảo, tôi xin lỗi. Tôi không biết là bài hát lại làm cho Thảo buồn như vậy. Kìa, ông chủ, tôi xin lỗi ông, nhưng tại sao ông lại hát bài hát đó? Vì Thảo yêu thích bài hát đó. Nó là những âm điệu buồn rơi vào đời Thảo. Thảo à, cũng như tôi đã cảm nhận được từng hơi thở cô đơn. Thật trớ trêu thay khi tuổi đã về chiều, chuyện đời tiểu nặng đôi vai, mà còn thấy tình yêu chuyển lai. Tôi xót xa và tự nhủ với lòng mình, phải chôn kín tâm tình vì mình là kẻ vô duyên. Đời có nhiều chuyện trái ngang, tình yêu và sự bé bàng, ai cũng phải một lần nếm vị đắng ở đầu môi. Mỗi người một nỗi niềm riêng, nhưng khổ đau cũng một chữ tình, và số phận của mình đành phải chấp nhận thôi. Thảo ơi, có những số phận trớ trêu, nó đẩy đưa ta đến gần bên nhau, dù hai trái tim chưa hề chung nhịp đập. Dù biết người ta vẫn lạnh lùng hờ hững, mà số phận đời tôi như trói buộc một ân tình. Thôi thì hãy tìm quên trong sầu hận riêng mình. Em như một thiên đường trong sáng,
mà đôi chân kẻ tội đồ tôi không dám bước qua. Tôi âm thầm thưởng thức những lời ca mà em hát lúc tâm tư trao trọn cho người tình, ngỡ như mình đã chết liền từ lâu. Ôi lắm nỗi cơ cầu tạo nên tình ngang trái. Cảm ơn ông chủ đã dành cho tôi niềm cảm mến. Nhưng nếu ai cũng làm chủ được trái tim mình thì đời đâu có những cung điệu buồn não nề đến thế. Đôi khi ta mơ ước dẫn dơ, nếu như hai tâm hồn đau khổ kết vào nhau thì không biết có như người ta thường nói, đồng bệnh tương lân không? Cùng một danh từ để người ta chung gọi là niềm đau hay sầu hận trong lòng, nhưng nó lại là trăm nỗi ưu tư và phiền muộn chất chồng. Ông đau khổ vì tình yêu không đạt được, còn tôi tuổi buồn cho tình đẹp phải dở tan. Cả hai đều cay đắng trái ngang, nhưng mỗi người một nỗi niềm tâm sự. Tôi đang nỗi cả ruột gan cõi lòng tan, chưa biết liệu cách nào cho vẹn vẽ đôi bên. Thảo à, Tôi hiểu cô hiện giờ rất đau khổ, nhưng tôi vẫn không nản lòng chờ đợi. Tôi tin rằng trời không phụ kẻ có lòng như tôi. Cô cho tôi cái quyền hy vọng đó chứ. Hy vọng là quyền tự do cá nhân mà tôi đâu thể yêu cầu hay là ngăn cấm. Vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi có việc phải đi ngay. Cô coi chừng quán nha. Một chút tôi về. À, quên nữa. Đây, cô hãy cầm lấy số tiền này mà lo thuốc cho bác. Tôi cảm ơn ông chủ. Số tiền mất lần trước tôi vẫn chưa trả được cho ông. Cô đừng bận tâm. Nhưng nếu cô muốn trả cho tôi thì chỉ cần mà thôi. Tôi đi. Ông chủ. Tiền ơi, cũng chính vì mày mà bao mối tình tan vỡ. Cũng vì mày mà ta phải tan nát tâm can. Anh Tâm, Tâm ơi, giờ đây em và anh sắp sửa phải xa nhau. Trong buổi chia tay, ai là kẻ phụ tình ai? Trời ơi, sao ngàn trái cứ gieo vào đời tôi mãi. Em khổ lắm Tâm ơi. Kìa Thảo, em ở đây mà anh đến nhà tìm em. Thảo à, má đau nặng sao em không cho anh hay vậy Thảo? Không sao đâu anh ạ. Má em bớt nhiều rồi. Mấy ngày nay anh bận quá, không có đến được với em. Em có giận anh không Thảo? Không, em không có giận anh đâu. Anh còn phải lo cho tương lai và sự nghiệp nữa mà. Anh nhớ em quá Thảo à. Anh Tâm, em cũng nhớ thương anh. Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Nhưng mà em xin anh, em
xin anh đừng có lại gần em nữa. Thảo, hai đứa mình hãy tập lần cho quen chuyện cách xa nhau đi anh. Em chưa hiểu rõ nguyên nhân khiến anh ghi tên du học vào phút chót. Anh phải đi xa như vậy để vượt qua áp lực của gia đình. Em xin anh đừng vượt qua quyết định của gia đình. Đừng trở thành một đứa con bất hiếu. Và trong một ngày gần đây lắm, nếu gian dở cuộc tình hồng thì em xin anh, em xin anh đừng phân vân thắc mắc và hỏi lòng sao em không thủy chung. Quên câu thề, thề quyết sắt son, bổn phận làm con không cho em có quyền nghĩ khác hơn. Em đi lấy chồng không phải là anh, vì em muốn làm vui và đấng sanh thành. Thảo ơi, sao bỗng dưng đất trời rung chuyển, lòng anh sao xuyên khi em nói lên những tiếng phụ phàng. Cả năm trường hai đứa sưởi ấm bằng hương lửa yêu đương, tình mình không còn tình nào đẹp hơn, chỉ còn trong gan mong tròn. Anh sẽ cưới em trước khi lên đường du học. Đừng, đừng anh ơi, em sợ lắm. Thảo, đành phải cách xa, đành gian dở cuộc tình hồng. Thảo, anh Tâm, tình mình gian dở là điều em chọn trước. Em sắp có chồng. Hả? Nên em không được đứng gần anh. Em sắp có chồng. Thảo à, anh không tin. Em giận anh nên em nói như vậy. Em nói lẫy anh phải không Thảo? Không, em nói thật. Anh hãy nhìn đây, đây là số tiền sinh lễ để chuẩn bị hôn nhân và trị bệnh cho má em. Thảo, em nói thật sao Thảo? Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh nè. Em hãy nói đi, em không còn yêu anh nữa sao Thảo? Em nói đi. Em yêu anh, nhưng em không thể nào làm vợ anh được. Tại sao? Tại sao? Vì anh không có tiền. Anh nghèo hơn người ta, anh có nghe không? Thảo, em nỡ tâm vong tình, chia rẽ duyên đôi mình, vì chữ tiền sao em sẽ đi về đâu. Em chúc anh trọn vui nơi phương trời xa xôi dịu dời,
hình ảnh cũ nằm im kia sông bên người vợ mới. Kỷ niệm thuở giao yêu vùi dập dưới quang mồ. Lời hẹn ngày mới gặp chỉ còn những sáng nào có loài cỏ dài ngát mùi, tất cả sẽ là như khói như sương mờ ảo lung linh chập chờn tan như chuyện tình liêu thay bàn bạc yêu say đắm lúc vào đêm và chia biệt lúc đêm tan. Thảo, em nói thật sao Thảo? Trời ơi, Thảo ơi, trong tình yêu nói quên là nhớ mãi, tiễn tình đi là giữ tình ở lại. Chốn lấp tình sâu thì chẳng bao lâu tình sống dậy trong hồn. Anh cũng không quên, không giận, không hờn. Anh chỉ biết trong đời mình không có buổi sáng hồng nơi thành phố lạnh buồn. Bàn tay này không âu yếm nâng niu, lồi cỏ dài mang tên người yêu bé bồng. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, mộng tàn phai, đôi tay trống chẳng còn gì. Vì quá mối tình đượm mùi tiền bạc đó, hạnh phúc của em là bạc tiền sao Thảo? Em nói đi Thảo. Phải, hạnh phúc của em đang kề cận bên anh, nó là những tờ giấy bạc đang phơi mình trên mặt gạch. Giữa giá rét căm căm của đêm đông vô tình, anh hãy nhìn hạnh phúc của ai đây. Mai mốt có yêu ai, anh nhớ nắm trong tay nhiều giấy bạc. Nếu không có tình nhân bỏ theo người khác, tiếc rẻ từng cái ngoảnh mặt nhìn nhau. Phút cuối cuộc tình, cô lại bài khôn chỉ dạy tôi sao? Ngay sau khi rời khỏi chốn này, tôi sẽ cưới ngay bất cứ cô gái nào mà tôi gặp, mà không cần biết nhan sắc, hẹn thề tiền bạc. Cô nghe chưa? Cô nghe rõ chưa? Tâm à, tội gì mà con la lối cho mệt vậy? Nè, con coi nè, trương mục định kỳ má để cho vợ chồng con đứng tên mấy chục triệu lận đó. Vợ chồng con? Ờ, má làm theo ý con vừa nói ra với nó đó. Nè con nè, nói gì thì phải cho có, để không nó khi con. Nè cô kia, cô hãy đọc coi, trương một mấy chục triệu này là của Nguyễn Thị Diễm Hồng, vợ sắp cưới của thằng con tôi đó. Má, má nói như vậy Hồng nào má? Nó là con Hồng, con gái riêng của Dượng con đó. Má, Hồng là em gái của con mà má. Trời đất ơi, đâu có phải em ruột đâu.
con với nó là người dưng. Dưỡng con gả nó cho con á là để của hồi môn không lọt vào tay người khác. Má, tại sao má lại có thể nghĩ ra điều đó chứ? Má về đi, con không muốn nghe má nói thêm một chuyện đó nữa. Má về đi. Tâm, con cãi má hả? Các người hãy đi khỏi nơi đây mà bàn chuyện cưới xin hạnh phúc đi. Đi đi. Kìa, Thảo, chuyện gì với em? Ông chủ mà không, anh Lập, anh về đúng lúc quá. Anh Tâm, đây là chồng sắp cưới của tôi. Anh thấy rồi chứ? Anh tin rồi chứ? Bây giờ anh về được chưa? Anh đi được chưa? Thảo, Thảo nói vậy là... Nó nói chú là chồng sắp cưới của nó đó. Trời đất ơi, con nhỏ này nó cũng biết lựa chọn quá chứ. Con thấy chưa Tâm? Con sáng mắt chưa Tâm? Thôi theo má đi về. Về á má cưới con Hồng cho nó biết mặt. Thảo, đã đành rồi định sống. Mình không còn gì để nói nữa phải không em? Anh đã nhắm mắt đi vào trên con đường không do anh chọn lựa. Em cũng đã chọn xong con đường định mạng. Bởi hai nẻo ngược chiều nên càng lúc càng xa nhau. Chúc em đạt thành ước nguyện. Vĩnh biệt. Tâm, chờ má với Tâm. Tâm à, Tâm, anh Tâm. Sao má không đợi con về làm phụ cho má? Má quét dọn cho rồi. Nghe nói vợ chồng chú Lập hôm nay về tới. Cũng may nhờ họ cho ở tạm đây. Chứ nếu không má con mình chắc là khổ lắm. Nhắc lại, con thấy hổ thẹn về việc làm trước đây của gia đình mình quá. Hồng à, đâu phải là lỗi của con đâu, là lỗi của ba con với má. Đã cắt chia duyên nợ cho đời con lắm trái ngàn. Ba năm khổ sầu mang tiếng cố chồng, thằng Tâm đi biệt tâm. Đình lầm than nát tan, chuyện giờ đã qua, má nhắc lại làm gì? Con cam chấp nhận số phận đau thương không quán than. Hồng ơi, con càng chịu đựng khổ bao nhiêu thì má càng thấy lương tâm dài dò rơi rứt. Má, má là một người ngu si, bao lần lầm lỗi làm hai đời con lâm vào cảnh sống với má bằng sự lừa dối điêu hoa. Con ruột của mình mà ổng chẳng buông tha, đưa con làm vật thế thân để chiếm đi bạc tiền của má. Đến khi hiểu ra lòng người giá trá thì hối hận ăn năn cũng quá muộn màng rồi. Má,
giờ không phải để làm vợ anh Tâm, mà vì lòng con còn dương mang một niềm tâm sự khác. Con ơi, ba của con sau khi trở thành người bất lực, khi đã dùng thuốc truy quan bất tận, ông ấy vội tìm thú đam mê trong ma túy, bạc bài mất hết lương tâm. Người ta nói con gái nhờ đức của cha, nên tội nghiệp cho đời con phải lao đao lần đần. Má biết thằng Tâm cũng khổ sầu không ít vì nó có người mẹ nớt na đức hạnh chẳng ra gì. Má, từ ngày má con bỏ đi nơi khác tủ bè tủ đảng đến nay, má con mình mới được phần yên ổn. Rồi đây khi vợ chồng chú Lập về đến đây, rồi mình trôi dạt về đâu? Con cũng nghĩ đến chuyện đó, nên hồi sáng này con đi kiếm ba con. Con kiếm ổng rồi con có gặp ổng không? Dạ có, con gặp ba con ngồi trong quán nước á. Nhưng một em út đã cản lại, không cho con vào gặp. Nó còn cho con biết là ba con đã có một quyết định vô cùng tai hại cho đời con. Tuy con không hỏi được nhiều hơn, nhưng con đoán biết một phần ý định của ba con hiện không còn gì hơn là thỏa mãn cơn nghiền ngập, hy sinh mọi vật mọi người, cả những tình cảm tốt đẹp nhất trên đời. Con tìm trở về đây. Không được, không được, con đi ngay đi con. Sao vậy má? Hồng ơi, má linh cảm sắp có chuyện chẳng lành. Gặp ba con chỉ thêm buồn. Ba, ba đừng làm con sợ. Má ơi, má che chở giùm con. Ông ơi, tôi xin ông mà ông. Bà giang ra. Má. Hồng. Dạ. Con đi tìm ba. Ba mừng lắm. Ông à, con Hồng nó đâu có còn món nào cầm bán được đâu mà ông kiếm nó làm gì ông. Bà cầm ông bà lại, nó còn một món bán rất là được giá. Bà nhìn nó đi, trang điểm thêm vô ông dưới vài triệu đồng. Ba. Trời ơi, ông nói cái gì vậy? Nó là vợ của thằng Tâm mà ông. Vợ tao mà còn bán được tao cũng bán nữa, chứ nói gì vợ thằng Tâm. Nhưng mà nó là con của ông. Nó chỉ là nghiệp báo. Ba. Tao đã nuôi nó từ nhỏ tới giờ, nó phải báo hiếu cho tao chứ. Nói vậy ông lấy vợ nuôi con chứ để lợi dụng. Và cũng chưa bằng bà. Bà bỏ con bỏ chồng chạy theo dùng vòng. Trời ơi, tôi không còn biết dùng lời lẽ gì để nói với ông nữa. Nói gì nữa mà nói. Nè, nhắc cho bà nhớ, thằng chồng bà khi nó gặp bà ăn ở với bà đã đối xử nó ra sao? Ông, đời mà bà, đời là một thứ trả dai dần dần để từ kẻ này sang người khác. Trời ơi, má ơi, Hồng, má nghe lời ba. Ba, mau lên lầu chải tóc rồi xuống đi theo tao. Trời ơi, ông hả? Vài hôm nữa thằng Tâm nó về tới mà ông. Nhưng mà bữa nay trời ơi, thiếu thuốc là tao chết. Hồng. Dạ. Mày đi mau mau không?
Hay là mày đợi tao xe xác mày? Má ơi, cứu con ơi. Mày đừng lại hồn tao mệt nè, mày thấy không? Ủa, cô Thảo, ý bà chủ, thím, mới nhắc đây cái thím về liền à. Tôi và má tôi về trước, anh Lập còn chút việc sẽ về sau. Sao? Chỉ không đầy 3 năm mà đời quá nhiều tang thương biến đổi hả ông? Tôi đã ra nông nỗi này mà thím nỡ lòng nào bía mai tôi á thím. Hồi đó nếu không làm vậy thì giờ này thím đâu được giàu sang nhà cao cửa rộng. Cảm ơn ông. Đây, tôi trả công cho ông lần sau chót. Anh Lập có gửi cho ông bức thơ này nè, và dặn ông phải đọc trước mặt tôi. Khỏi đọc, tôi cũng biết nó viết cái gì rồi. Nó nghe lời vợ nó, xua đuổi bỏ bê tôi. Nè, cho thím biết nha, tôi ra khỏi nhà rồi vợ chồng thím phải vô tù tôi mới chịu. Ông nói nghe dễ quá. Thời buổi này ghiền ma túy cờ bạc lận với ông mới vô tù chứ. Ông đi đi và đừng trở lại đây nữa. Làm gì đủ dữ vậy? Từ từ ta đi nhờ. Cô Thảo, mẹ con tôi biết ơn cô lắm. Cô đã bỏ qua chuyện cũ mà còn xử đẹp với con tôi. Thưa bác, chuyện đã qua xin bác để cho qua luôn. Bác đừng nhắc lại làm chi nữa. Đối với người thân của anh Tâm, lúc nào cháu cũng có bổn phận phải chăm lo khi ảnh còn vắng mặt. Cháu và anh Tâm đã hẹn lòng khi chia biệt, dẫu không còn tình thì cũng còn chút nghĩa đẹp cho cô đơn. Cô Thảo à, từ khi còn ở Sài Gòn, con Hồng nó yêu cậu Trường, em trai cô đó. Em Trường của cháu à, em Trường của cháu nó đã bỏ đi ngay từ khi gia đình bác lên đây. 3 năm nay cháu không gặp nó. Còn Hồng, em có phần nào may mắn hơn chị không em? Chị à, từ khi lên đây đêm đầu tiên, em được ảnh đưa đi xem một phim tình đẫm lệ. Có hay đâu chuyện buồn trong phim lại diễn ra ngoài thực tế, khiến đôi mái đầu xanh phải chịu cảnh chia ly góc biển chân trời.
sao hôm đó em không hề gặp lại anh bao giờ. Ba em giữ em như một tên tù biệt cấm, đi đứng gì cũng có ổng theo tên. Bè bạn cho em hay là anh đã phiêu linh như trong truyện phim buồn. Gã con trai bỏ đi xa để tìm quên nỗi sầu mong vợ. Chị giao chìa khóa tủ, nó len lấy số tiền ông chủ đưa chị giữ ngót 10 triệu đồng. Sau khi xài phí cạn tiền, nó sợ gia đình trách mắng, cho nên đã bỏ đi xa. Hồng có biết không, chị với nó tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng vẫn là quyết nhục. Tay trắng phiêu linh giữa chợ đời đông đúc, thân phận nó như cánh bèo trôi dạt biết về đâu. Lên đây, bác chỉ gặp cháu Trường đâu một hai lần à, nhưng mà theo lời cháu vừa nói thì vậy là cháu với cháu Trường không cùng núng ruột sinh ra. Dạ thưa bác, chị em cháu tuy một cha nhưng mẹ. Thằng Trường là con của dì ghẻ cháu. Khi nó được 3 tháng thì ba cháu mắc cảnh đau thương. Dì ghẻ cháu muốn rảnh rang để được sang ngang cùng người khác, nên đã đem bỏ cho người ta nuôi. Má cháu mới đến xin nó về nuôi cho gia đình họ Hồ không. Họ Hồ? Dạ, khai sanh lập ở xã Bình Hòa đó. Xã Bình Hòa? Dạ. Vậy có bao giờ cháu để ý thấy nơi gót chân bên trái của cậu Trường có một cái bớt đen cỡ bi lớn vậy không? Dạ có. Chính vì cái bớt đen đó mà má cháu thường nói số của thằng Trường phải cực khổ lao đao. Trời ơi, cháu ơi, bác cho bác tò mò hỏi thêm. Dạ, bác hỏi gì? Có phải song thân của cháu tên là Hồ Nguyệt Giao? Dạ phải. Hả? Má, nó làm sao vậy má? Bác ơi, cháu ơi, bác đây chính là vợ sau của bá cháu, là má của thằng Trường. Em một cha khác mẹ với cháu đây. Gì? Trời ơi, như vậy là anh Tâm? Không, không phải đâu. Thằng Tâm là con riêng của đời chồng trước nữa. Ba nó chết rồi, dì mới gá nghĩa với ba con. Con với nó hoàn toàn là người dưng kẻ lạ.
con. Con cho dì gặp má con để kể chuyện tâm tình đi con. Dạ được, mời dì và em Hồng theo cháu. Má cháu về đằng nhà cũ á. Đi con. Đi bác. Đi ba, dậy đi. Đừng có phá để tao ngủ mà. Ơi lạnh quá, lạnh quá. Trời ơi, sốt nữa rồi nè. Khổ ghê vậy đó. Biểu ở yên một chỗ đi, chờ tôi không chịu. Bây giờ ra nông nổi này rồi đó. Ông làm khổ tôi quá đi ông ơi. Tao đi kiếm thằng nhỏ mà. Tao thấy thằng nhỏ con của tao rồi. Tao là ba của nó mà. Sao họ đánh tao? Sao họ không cho tao bồng nó vậy? Đánh ông là phải rồi. Khi không con của người ta đang chơi ngoài sân à. Cái ông vô ông sớt nhỏ chạy đi à. Người ta tưởng ông bắt con người ta nên người ta đánh ông chứ sao chứ. Ê ê, thằng nhỏ đó là con của tao mà. Sao mày nói là con của người ta? À cái thằng này nó điên quá cho nên nói nhảm. Con của mình mà nói con người ta. Con của tao, tao ẵm tao bồng. Tại sao mà xô tao té xuống ao? Tao năn nỉ tụi bay, hãy chỉ giùm con tao. Vợ con tao đâu rồi? Bay cất rồi phải không hả? Khổ âm quá tự nhiên tôi mang ách à. 3 năm rồi không dứt nổi ông ra. Làm với ông là ba ruột cũng bằng à. Tuy rằng tôi cũng có lợi dụng ông, nhưng mà tính ra cũng công bằng lắm nghe. Dẫn ông đi xin tiền rồi đem về nuôi ông. Đó là chưa kể ông ốm đau bệnh hoạn, tôi săn sóc cho ông. Kể như mình cũng sòng phẳng, không ai là ai hết. Ê, đâu hả? Vô nằm nghỉ đi cha. Không có nghỉ được. Tao phải đi tìm thằng nhỏ đó, để nó đi lạc bây giờ. Tao phải đi mới được. Thôi đi ông nội. Bây giờ tía tôi cũng không dám về đó nữa. Chứ đừng nói tôi. Họ mà thấy mình bén mảng tới hả, họ đập cho gãi giò. May à, cũng may là má tôi với chị hai tôi dọn đi không còn đây nữa, nên tôi mới dám dẫn ông về đây á. Chứ còn không thì tôi với ông thế nào tôi cũng không dám chắc à. Thôi đi ngủ đi. Không cho đi hả? Không cho đi thì thôi. Không thèm đi. Không thèm đi nữa. Nè nè, ăn cháo đi, nguội hết rồi nè. Đẹp không? Má tôi á, má tôi hiền mà thương tôi lắm. Sao thấy đẹp không? Ông thấy má tôi đẹp không? Đẹp chứ sao không? Đẹp mà hiền nữa. Đẹp lắm. Nói thiệt mà. Ê, biết ai không? Vậy chứ ông biết không? Biết chứ. Vợ tao đó, tội nghiệp lắm. Đẹp mà hiền nữa. Bị người ta nghiếp hoài à. Vợ tao đó. Thôi đừng có nói bậy nghe. Nói chuyện gì thì được à, chứ nói chuyện này không được à nghe. Đồ điên. Nói thiệt mà không tin. Đúng là đồ điên. Ờ, tôi điên. Còn ông tỉnh á, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Còn phải hỏi. Ông kia, ông là ai? Sao lại ở đây? Không, đừng, đừng có bắt tôi mà. Đừng, đừng có bắt tôi. Ông là má Trường. Trường ơi, trở lại với má đi con. Trường ơi, Trường.
Đừng, đừng có bắt nó, đừng có bắt con tôi mà, đừng có bắt nó, đừng có bắt nó. Ông nói sao? Nó là con ông. Ông là ông. Có phải là ông không? Trời ơi, lẽ nào ông còn sống đó sao? Tôi đang mơ hay tỉnh? Bà ơi, tôi không có điên. Còn bà có điên hay không vậy? Đúng rồi, đúng là ông rồi. Gương mặt của chồng tôi, giọng nói của chồng tôi đây mà. Bà ơi, bà làm sao vậy? Bộ có ai ăn hiếp bà hả? Sao bà lại khóc? Mình ơi, mình không còn nhận tôi nữa sao mình? Tại sao mình lại ra nông nổi như vậy? Đau lòng tôi quá mình ơi. Bà ơi, bà đừng có khóc nữa. Nín ngay, nín mất. Tôi không khóc thì không có ai được quyền khóc hết á. Vợ tôi có hai bà. Tôi là người thương vợ nhất trần ai. Vậy mà biết bao đêm dài tôi nằm gác đầu lỡn tay làm gối. Tôi có hai đứa con gái lớn bây giờ ngoài 20 tuổi. Không biết nó giờ đây phiêu linh trôi nổi tầng phương. Gà lý thông đam mê xa mà phụ giống kim bằng. Buồn thay cung nữ phi tần, có chồng mà kể không chồng ngàn năm. Trời ơi hai chữ tào khang, vợ tôi biết có cừ mang trong lòng. Có ai đi chợ nhắn giùm con vợ tôi, nói tôi đã chết rồi, nó cứ đi lấy chồng. Trời ơi ông xa quá có thấy không, bởi tôi vong phụ nên đời phụ vong của đàn. Mình ơi, những tưởng kiếp này đây vợ chồng ta không còn gặp lại. Trời đất xót thương cho bèo mây tan hồ. Mình trở về đây cho chồng vợ tương phùng.
mình cô gầy héo úa, trí não quay cuồng giữa hư thực đúng sai. Vẫn như mẹ con em mình vẫn là bao vật thiêng liêng. Con chắp tay dập đầu lại tạ đấng cao xanh, còn nhu lòng thương cho cháu về hiệp phố, cho chồng vợ cha con có ngày tương ngộ. Nói lại cũng đàn xưa phiếm lạ tâu trùng. Má, má nói người đàn ông điên loạn này chính là Thảo. Thảo ơi, người đàn ông điên loạn này chính thật là ba con đó Thảo. Má con mình đã tìm được ba con rồi Thảo ơi. Má, có thật người này là ba của con không má? Phải. Thảo ơi, người đàn ông đó chính thật là ba ruột của con. Dù hai mươi mấy năm trời cách biệt chia xa, nhưng hình hài đó không thể nào lầm lẫn được. Chị Giáo ơi, tôi không ngờ hôm nay tôi còn được gặp chị, mà còn gặp lại người tôi đã phụ bạc khi xưa. Tôi quỳ xuống đây dập đầu tạ ơn của chị đã rộng lượng cứu mang một đứa trẻ dại khờ. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao, hai ông thử hỏi ông nào thủy chung. Mà sao mây xám mịt ni mùng, tâm tư vây kín một vùng tối tăm. Chị Công, sao mà trùng hợp quá vậy? Thiệt là trời đất xui khiến mà. Bác, như vậy, như vậy bác trai đây cũng là ba ruột của anh Trường, phải không bác? Thằng Trường. Phải rồi. Thảo ơi, hồi nãy về đây má có gặp em của con. Rồi, rồi nó đâu rồi chị? Vừa thấy tôi nó liền chạy mất. Tôi định chạy theo nó kêu nó về thì gặp ba nó ở đây. Ủa, sao anh Trường lại ở đây với bác trai vậy? Không lẽ anh đã biết? Chắc chỉ là sự trùng hợp chứ làm sao nó biết được. Nó bỏ nhà đi biệt mấy năm trời, không về nó lại trở về ở đây. Nếu hồi đó không tại ba con Hồng Vũ nó cho mượn số tiền đóng học phí thì nó đâu có ra nông nỗi này. Má, sao lại có chuyện này hả má? Ba của con nói nếu không có 10 triệu đóng tiền cho con học thì ổng sẽ đem con về quê gả chồng. Thằng Trường ấy vì sợ mất con nên mới lấy cắp tiền của chị nó mà đưa cho ba con. Không ngờ ba con nhận tiền rồi đem con giấu biệt. Nó thua buồn nên chắc gì vậy mà nó bỏ đi luôn. Trời ơi, con đã vô tình giết chết cuộc đời của anh Trường rồi. Không được, bằng mọi giá con phải đi tìm ảnh mới được. Con đi tìm ảnh đây. Không, không. Mình, mình có nhận ra ai đây không mình? Ông Giao, ông có nhận ra tôi không? Ông có còn nhớ tôi không? Nhớ chứ sao không? Tôi nhớ chuyện ngày xưa đó mà. Ba nhớ thế nào? Ba kể cho con nghe đi ba. Tôi nhớ. À, nhớ rồi. Ngày xưa có con mẹ bán dưa, mẹ cưa cây cặn, mẹ nắng cây nồi, mẹ nhồi cục bột, mẹ lột miếng da, mẹ ca giọng cổ, mẹ nhổ cây bông, mẹ trồng cây chuối, mẹ muối con cá, mẹ đá trái banh, mẹ xanh thằng nhỏ, cái đầu đỏ đỏ, cái đít xanh xanh. Con mẹ bán chanh, mẹ sợ chanh chua. Con mẹ bán cua, mẹ sợ cua bò. Con mẹ bán cò, mẹ sợ cò bay. Con mẹ bán khoai, mẹ sợ khoai sùng. Con mẹ tư lùng bán mắt như rươi. Ông Giao, sao vậy? Sao ai cũng khóc hết vậy? Bộ buồn lắm hả? Ờ, mà buồn mới khóc chứ. Hồi đó đó, vợ tôi buồn lắm. Nó khóc hoài à. Nó đưa con mà nó khóc. Nó khóc nhiều lắm. Rồi
Vợ tôi nó hát ru như vậy nè. Âu chứ ca lý ngư sầu tư biến lồi, chim trên cành sầu côi biến bay. Chớ sao hôm còn đời sau mai, chồng mà xa vợ. Mình, con nó ngủ rồi hả Mình? Chàng ơi, sao mình xuống đây? Lỡ má biết được, má rầy mình chết. Thôi, không ấy, mình về trển đi Mình. Má ngủ rồi, tôi nhớ mình với con quá, nên tôi xuống thăm một chút. Bộ mình không nhớ tôi sao, mà mình đuổi tôi về trển vậy? Sao mình ở nào nói với em như vậy? Mình biết là em thương nhớ mình lắm mà. Vậy sao mỗi lần tôi xuống đây, mình đều kêu tôi về cho gấp hả? Đâu phải em không muốn mình ở lại đây lâu một chút. Nhưng mình ở lại đây, lỡ má hay mở trên nhà biết được thì khó cho em lắm. Mình đừng có sợ gì hết. Dù sao mình cũng là vợ của tôi mà. Mình ơi, lúc nào mình cũng là chồng của em hết. Nhưng còn mình, mình đã không còn là của mẹ con em. Dẫu biết mình còn thương em lắm, tình vợ chồng vẫn mặn nồng say đắm. Từ khi mình đi cưới vợ giàu sang, mình đang trách tôi đó hả? Em không trách mình đâu, trăm sự là do em không trọn đạo vợ hiền. Không thể sanh cho mình
chớ thật trong lòng tôi cũng đau đớn nát tan. Khi thấy mình già con thơ dài, có tội gì đâu mà phải chịu thương sầu. Mình ơi, trăm nỗi đắng cay, em nhìn con thơ chịu cảnh cút cui khi đủ đầy cha mẹ. Nhưng phận làm con hiếu thân đền trả, em đâu dám hờn ghen hay buồn giận chi mình. Chỉ buồn tuổi cho bỏ duyên tình, giữa lúc chúng ta đang mặn nồng hương lửa thì mưa gió phủ vàng đã trùm phủ không gian. Vì đời xưa đã để lại lời răn, bất hiếu hữu tam vô hậu là trọng tội, mình phải xa em để giữ gìn nguồn cội tông. Sao lòng quên nhau khi còn con thơ đâu có mang tội gì. Nhưng số phận hầm yêu mình chớ nên luyến lưu thêm buồn. Mình ơi, tôi là thằng đàn ông bất tài vô dụng, không giữ nổi tâm chân tình cao cả của vợ con. Tôi nở lòng về một sự ích kỷ làm tờ để vỡ rồi vui vậy duyên mới. Mình vì thương tôi mà âm thầm chịu đựng, gần một năm qua thân xác đã hao gầy. Mình ơi, hay tôi về nói rõ cho má hay, tôi không thể bỏ rơi nghĩa tình tẩm măng. Nói với người ta đón mình về chung sống, cho gia đình không chịu cảnh phân ly. Không bao giờ có chuyện đó đâu, mình đừng có mơ mộng vậy. Nếu mình muốn tới lui với mẹ con nó thì coi như tôi với mình đoạn tuyệt từ đây. Mời má qua để mà chứng nhận, mình đã dám lừa má gạt tôi mà lén lút thăm nom. Dù sao cũng là con tôi, lẽ nào tôi không thăm được. Mình thăm mẹ hay thăm con, tôi nào biết được đâu. Xin mình, à không, ông hãy về đi, đừng nán lại làm chi. Đâu có được, đâu phải chuyện dễ dàng mà tôi bắt được quả tang. Vào đây để xem thật đẹp mặt. Mình gọi má để làm chi chứ? Cho má xử giùm tôi chứ để làm chi. Mình thật là quá quắt mà. Tôi quá quắt hay là con kia nó độc địa hơn nữa, không biết xấu hổ, mặt dài mài dạng quyến rũ chồng người ta. Mình nên nhớ nha, vì tánh ăn nết ở của nó như thế nào nên mình mới để nó rồi cưới tôi. Bây giờ thấy nó trắng đẹp xinh tươi nên mình tiếc của đời mình mon men tới nó, phải không? Mình nên thận trọng lời nói, không được sỉ nhục người ta.
Tôi đến đây tôi thăm con tôi, chứ không liên quan gì đến họ hết á. Con nhỏ nó ngủ rồi, xin ông bà hãy về đi. Nếu ông muốn thăm con thì ngày mai tôi nhờ người mang nó qua cho ông gặp mặt. Xin ông hãy về đi. Đừng có làm bộ làm tịch. Ta không ưa cái thứ đó đâu. Làm như ta không biết hả? Buông ông thầu khoáng này ra lấy gì mà sống. Thứ đồ đốn mạc hèn hả? Mình im đi. Trời ơi, bây giờ mình binh nó mà đánh tôi phải không? Đánh nè đó. Ừ, đánh tôi đánh lại con mình vậy đó. Bây giờ mình thấy tôi bụng mang giả chữa như vậy rồi mình phụ dậy. Mình độc ác lắm mà. Má ơi, má ơi, má vô coi anh Giao anh đánh con chết rồi nè. Má ơi, má. Cô, cái gì? Cái gì mà ốm xòm vậy? Trời đất ơi, cái gì dữ vậy Giao? Mày làm cái gì vậy hả? Anh đánh con á má. Sao? Nó đánh con hả? Dạ. Trời đất ơi, mày muốn giết nó hả Giao? Mày muốn giết nó, mày giết má luôn đi. Mày giết má đi, mày giết tao đi Giao à. Má, má ơi, cổ. Đó, má thấy chưa? Vợ mà anh kêu bằng cổ này cổ nọ. Trời ơi, sao mà khổ thân tôi quá vậy nè. Tôi mang bầu cực khổ, tôi thai nghén nặng nề vì ai nè trời. Thôi con cho má xin đi. Đừng có la lối động tới cái thai không có nên. Nghe má nói đi nè. Giao à, má đã nói với con cạn lời cạn lẽ. Vợ con nó đang có mang bầu, khó ăn khó ở, sao con làm nó phải khổ tâm? Khi con tìm xuống nơi này, nó hờn ghen cũng là chuyện bình thường mà. Tại sao con không so phần hơn thiệt mà lại làm điều thiếu suy nghĩ vậy hả Giao? Lỡ như vợ con nó thua buồn rồi nó bệnh hoạn, ảnh hưởng tới cái bào thai thì thật là tai hại mà. Má ơi, con đâu có làm gì tồi tệ lắm đâu, chỉ ghé thăm con của con một phần. Lẽ nào con thăm con mà cũng không được sao? Dù gái hay trai cũng là mau mủ, dứt nghĩa dứt tình đành đoạn vậy sao? Đã nói thương con thì bắt nó đem về, kẻ hạ người hầu nào có thiếu gì đâu. Cứ để nó ở đây cho lui tới đây hoài à, chắc có ngày cũng nối lại tình xưa. Ờ, vợ con nó nói đúng đó. Má không ghét bỏ gì mẹ con nó, dầu gì nó cũng là cháu nội của má. Để má biểu tụi nhỏ đem con Thảo về trển cho cha con ở gần bên nhau, khỏi phải phiền hà nữa. Không, không, xin các người đừng bắt mẹ xa con. Mình ơi,
như biển rộng mênh mông tuôn chảy triền miên không bao giờ khô cạn. Má dành cho con những gì cao đẹp mà tình mẫu tử thiêng liêng thôi thúc dậy trong lòng. Lìa ai khỏi phải tan nát tâm can, người ta đã chịu nhiều thua thiệt vì con, gặp lại thấy họ đâu có làm gì nên tội. Con phụ tình người ta không một lời oán giận, giờ phụ cả tình thương cuốc nhục sao đành. Mình đầu đầu ngọt sớm vậy đó. Má thấy chưa? Trời ơi, là con ơi, con bạc phước quá rồi. Ba con đâu có thương con, con sống làm gì cho con chết rồi nè, con chết rồi đi nè. Thôi, cho má xin đi mà. Kìa, con ơi, con đừng có làm như vậy mà. Đứa trẻ mới tưởng hình nào có tôi gì đâu. Con để từ từ đã. Từ từ rồi má liễu cho em. Giao ơi, nếu như con còn thương má thì con đừng nói gì thêm nữa cả, mà hãy về đi cho vợ con đẹp và yên lòng. Nó đã gần ngày sinh nở tới nơi rồi, nếu hư hỏng có chuyện như trước đây thì má làm sao sống nổi chứ. Để cháu nội thì nó muốn gì con cũng ráng nghe theo đó. Mình nghe má nói gì chưa? Bây giờ mình chịu về chưa hay còn ở đó? Trời ơi, chần chờ hoài hả? Mình đợi tôi tức tới sanh non để rớt thì mình mới vừa bụng hay sao chứ? Ê trời đất ơi, đừng có nói vậy, không có nên con. Nói vậy không có nên. Ông thầy ba ông nói thằng nhỏ này phải cưng nó dữ lắm. Đừng có nói bậy vậy không có nên nha em con. Giao. Dạ. Con nghe má nói gì không? Sao con còn đứng đó? Dạ. Mình, tôi về nghe mình. Mình đừng có buồn rầu quá không nên nghe mình. Ráng giữ gìn sức khỏe mà lo cho con đó. Trời ơi, an ủi quá, tôi về trước à. Trời đất ơi, đừng có chạy, không có nên con ơi. Từ từ mình, đi. Mình Giao, sao con đứng đó không chạy cho nó lẹ đi. Trời ơi, khổ hết sức. Con à, má không muốn đoạn tình dứt nghĩa với con, nhưng tại phần số con không may thì đành chịu vậy. Ngày mai má cho người qua rước con Thảo về bến, cho thằng Giao nó yên dạ, khỏi sanh chuyện rầy rà nữa. Con sửa soạn cho nó nghe. Má không, trời ơi, tôi không thể xa đứa trẻ thơ ngây. Mẹ con tôi đâu có tội tình gì mà đó đại trong bể khổ nhân gian. Con ơi,
má con mình phải đi thôi. Không thể nào ở lại đây được nữa. Tội nghiệp cho con tôi. Con không thể về với ba và bà nội được. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời vì ghẻ mà thương con chồng. Mình đi nghe con. Mình ơi, vĩnh biệt. Mình đừng trách em nghe mình. Giao. Dạ. Đứng lại để má hỏi. Con đi đâu biệt hai ngày nay vậy Giao? Dạ, con đi lo công chuyện mà. Con cũng còn đi tìm mẹ con nó đó sao? Bộ chưa có tin tức gì hả? Dạ chưa có má. Mấy tháng rồi mà mẹ con nó vẫn bặt tâm hơi. Con sợ. Chắc là không có sao đâu. Con hai nó giỏi giang tháo vát, chắc là nó xoay sở được mà. Má, má cũng nói là vợ con giỏi giang tháo vát. Vậy sao má? Tuy biết rằng như vậy, nhưng nó có một cái lỗi không thể nào sửa được. Phải chi con Thảo là con trai thì còn đỡ. Đằng này nó chỉ sanh được một đứa con gái. Nhà mình đâu thể tuyệt tử tuyệt tôn, cho tuổi buồn dòng họ bao năm. Má đâu ngờ là nó lại vướng vào căn bệnh trầm kha. Đàn bà mà không thể sanh con. Má ơi, chuyện rủi mai đời người ai biết được. Tình trạng này đâu phải tại do nàng, mà vì nghịch cảnh phũ phàng. Tội cho vợ con phải chịu hy sinh, lìa xa chồng cho con tròn đạo làm con. Rồi phải trôi nổi phong trần, tội của con lớn biết bao lần. Con ơi, thấy con dằn xé tâm tư, má cũng nghe như ai bấm dầm trong tim má. Nhưng chữ hiếu thân muôn đời cao cả, má phải đành tâm mà bức vợ xa chồng. Thật má cũng nghe chua xót trong lòng, cũng sanh phận đàn bà con gái, mà hiểu cảnh mất chồng đau khổ biết dường bao. Nhưng trách nhiệm nối dõi tông đường đè nặng vai con, mà vợ sau của con là người hết gia. Thì má sẽ dàn xếp cho em đẹp trong ngoài. Má ơi, con cũng không hiểu tại sao vợ con càng ngày càng tỏ xa qua qua. Từ khi sanh thằng Hải tới nay, nó cũng bỏ phế thằng nhỏ cho má mà đi biệt tối ngày. Chuyện làm ăn thì rối rắm như tơ, vậy mà nó cứ ghi gỗ với con, rốt cuộc lại cũng chỉ vì tiền bạc. Mơ
vào ngõ tôi, không biết liệu rồi sẽ đi đến đâu. Con sợ rồi đây, sóng to gió lớn, một mình con không vững nổi tay chèo. Liên tục mấy công trình bị thua lỗ triền miên, thêm tiền bạc cả tháng nay có nhiều thất thoát. Con nghĩ rằng cô kẻ gian hãm hại, nên con phải tìm cho rõ đắng nguồn cơn. Con à, thì chuyện làm ăn của con ráng mà liệu tính, má cũng không biết làm cách nào để giúp cho con được nữa. Thôi, để má đi kêu con Bãi nó qua lo cho thằng nhỏ, nó sắp thức rồi đó. Ôi, còn vợ của con thì dễ gì thấy mặt nó giờ này. Dạ má đi đi, con đau đầu quá. Con nghĩ một hồi sẽ tìm anh được để bàn công chuyện làm ăn. Ờ, má đi à. Dạ. Ờ, ngủ đi con, ngủ đi con trai cưng của ba. Để ba hát ru cho con ngủ nghe con. Cá lý ngư sầu tư biến lồi, chim trên cành sầu côi biên bay. Sao hôm còn đời sao mai, chồng mà xa vợ. Chồng mà xa vợ, hỏi ai không buồn. Mình ơi, giờ này mình với con phiêu bạc ở nơi nào? Tôi kim tìm mòn mỏi mà không thấy tâm hơi mình đâu cả. Tôi biết là mình còn hờn giận tôi, mình trách tôi là kẻ phụ tình, nỡ đáng tâm làm khổ đời mình. Ninh đi con, sao mà con khóc dữ vậy nè? Ninh đi, Ninh đi con, ba đau đầu quá. Trời ơi, sao mà nó sốt dữ vậy nè? Má ơi, mình ơi, mình, má ơi, sao không có ai hết vậy? Có ai không? Trời ơi, con tôi nóng quá. Có ai không? Anh,
mặt mày quạo đeo vậy? Không có lâu đâu, mới có mấy tiếng đồng hồ hả? Đứng dưới gốc cây này kiến vàng cắn gần chết đây nè, thấy không? Xin lỗi anh mà. Anh biết không, em phải đi vòng qua mấy vuông đất rồi rẽ ngang vô xóm mới vòng trở về đây nè. Đâu phải ra khỏi nhà là chạy ù tới đây được liền đâu. Chứ không phải tình tự với chồng không nỡ rời xa hay sao? Trời đất ơi, đâu có. Chả biết sao không, đi tối ngày à, có thấy mặt mũi đâu mà tình với tự. Vậy sao? Mà hễ nó về tới nhà là mặt mày chầm chầm như đua đám vậy đó. Mấy tháng nay ngày nào vô tới chỗ làm anh cũng bị chồng em kiếm chuyện này chuyện nọ rầy la. Thu thật với em nghe, nếu không vì thương em, anh không dễ gì làm tôi mọi cho chồng em đâu. Anh à, em nghĩ tại sao lại bất công như vậy chứ? Em và anh rất đổi yêu thương nhau mà phải bị cách chia bởi những buộc ràng vô lý. Họ đâu có cần em đâu, họ chỉ cần cái thằng cháu nội kìa. Em đã hoàn thành xong nghĩa vụ, bây giờ em được tự do. Vậy mà em à, anh không muốn xa em phút giây nào nữa hết á. Em biết không, nhìn dòng đời trôi mau, anh ước sao trong đời ta có nhau. Từng đêm gối chăn lạnh lùng, mơ ước nhiều để rồi cay đắng. Làm một người đơn em thiên thần dịu dàng thước tha, làm sao cho ngất ngây tâm hồn. Anh là kẻ ôm tình si lòng lạnh lùng bao năm, nay bỗng trái yêu thương em khát khao ân tình dành cho nhau. Yêu suốt đời cho dấu tình là mang vui sầu. Nhận theo anh để trôi nổi giang truân sống đời phiêu bạc. Một chữ yêu thương sánh bằng muôn châu báu, anh sẽ dìu em đến tận thiên đàng. Kề cận bên nhau đạp bằng tất cả để đến được trái tim người ngọc anh yêu. Có em đời đẹp biết bao nhiêu, đời không em đời không có anh dương hồng. Hơi thở nồng với môi mộng trao duyên em, trói chặt đời anh vào bẫy tình em ấy. Hứa đi anh sẽ yêu trọn đời.
dệt nên bức tranh tuyệt tác muôn màu. Với số tiền mà bấy lâu anh chiếm giữ cộng thêm với gia tài mẹ em cất giấu trong tay, hai đứa mình cao chạy xa bay kể từ giây phút này không lìa xa nhau nữa. Bước nhanh chân vào thiên đàng đang mở cửa đón chúng ta bằng quang lạc mê say. Sao anh đã lấy được số tiền đó rồi à? Anh đang giữ trong tay gần như toàn bộ số vốn của chồng em. Còn em có thực hiện được ý đồ không? Anh yên chí đi, bà già chỉ lo tưng tiêu cháu nội, cả gia tài vàng bạc đã nằm trọn trong túi của em đây nè. Nhưng mà anh à, còn con của em thì sao? Họ cần cháu nội mà. Kể như em đổi cho họ đôi bên sòng phẳng, em khỏi phải ra rất lương tâm. Anh nữa nghe, anh thật là gian ác quá à. Gian ác vậy mà có người mê đó chứ. Quỷ anh nè. Thôi mình đi đi anh. Đi em. Đứng lại. Má. Đồ gian phu dâm phụ. Trời đất ơi, tụi mày quá là khốn nạn mà. Má. Thôi đi, tao không ngờ mày là con đàn bà khốn nạn, dám bỏ chồng bỏ con mà gom đồ trốn chạy theo trai. Đàn bà như mày về có mấy ai, gia đình tao vô phước mới có một con dâu là loài mặt gió mài trâu. Thằng giáo quả là bác phận, bạn bè thân tình làm ăn mà cũng nở tâm đi lường gạt, làm cho thất điên bát đảo. Nay gặp đây hết dối cãi được rồi. Bà già kia, bà hãy mau tránh đường coi như không biết gì, đừng có chàng ràng mà mang họa vào thân. Mày hãy con tao tới tan cửa nát nhà mà mày biểu tao tha cho mày à? Không, tao sẽ kêu người tới bắt hết tụi bay. Má à, má tránh ra để con đi đi. Bây giờ con đã đẻ được cháu nội cho má rồi thì về lo cưng cháu đi, má đừng có trách tôi vô tình nữa chứ. Không, không bao giờ tao để cho tụi bay yên. Bố người ta có hai đứa ăn cướp. Đính lại. Giang phu dâm phụ ở đây nè. Má, người ta. Sao mà đính lại mà ngoan cố phải không? La nè. La nè. La nè. Người ta, cứu tôi. Má, người ta, có giang phu dâm phụ. Má, má đâu vậy? Má ơi, má. Cứu má dâu ơi. Má, trời ơi, chết rồi. Chồng em tới, làm sao đây? Để cho anh tính. Khốn kiếp mà. Má. Được. Mày làm gì vậy? Thả má tôi ra. Mày không được tới gần đây. Nếu mày bước tới, tao sẽ giết chết má mày. Mày đừng có làm bậy. Mày muốn cái gì? Để yên cho tụi tao đi. Mày và tôi nè. Tôi cho anh biết, từ đây về sau tôi sẽ là vợ của anh được. Anh biết điều á. Để yên cho tụi tôi đi đi. Mình ơi, con nó bệnh nặng, đang cần mình ở nhà kìa. Ông cần con chứ đâu có cần vợ. Thôi thì bây giờ có con đó ông lo đi. Ông tự lo cho nó được rồi mà. Giao, con đừng để cho tụi nó đi. Nó là kẻ phá hoại việc làm ăn của con và nó ăn cắp của con đó. Đừng cho tụi nó đi. Bố người ta ăn cướp. Tụi bảo vật cầm lại. Cầm lại. Tất cả là lỗi tại tôi. Tôi là kẻ đáng chết mà. Chuyện đã
qua lâu rồi. Khi tôi nghe tin trở về thì ổng đã mất tích. Thằng Trường thì được vợ chồng chú Hai Thiệt làm công nuôi dưỡng, nên tôi đem nó về cho chị em nó được gần nhau. Chị Hai à, bây giờ tôi cũng không dám gặp mặt thằng Trường nữa. Tôi xấu hổ quá. Dù sao chị cũng là mẹ ruột của nó. Thằng Trường nó có hiếu lắm, chắc nó không trách chuyện ngày xưa đâu. Sao em Hồng đi nãy giờ chưa về đến? Để con đi tìm phụ nó. Gặp em Trường, con sẽ nói hết đầu đuôi, chắc nó sẽ không còn sợ nữa. Má với dì cứ ở tạm đây, chờ ba con thức á, rồi sẽ đưa đi bệnh viện tâm thần điều trị. Con đi nghe má. Con đi nghe dì. Ráng tìm em nó về nghe con. Dạ. Chị à, bây giờ chị phụ với tôi dọn dẹp đỡ cái giường, rồi dìu ổng vào nghỉ nghe chị. Dạ. Từ nay gia đình mình đoàn tụ một nhà, chuyện cũ bỏ qua hết, ổng về là mừng lắm rồi. Hãy chung tay mà lo cho ổng và mấy đứa nhỏ nghe chị. Chị Hai, tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Kìa Hồng, sao em có tìm được nó không? Dạ không chị à. Bác trai sao rồi chị? Ba chị có lẽ vì mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi. Khi nào tỉnh lại sẽ đưa đi bệnh viện. Chờ sửa sang căn nhà này xong, chị đem má và ba chị về đây ở. Còn em và dì hãy ở lại đây với chị mà chờ đợi anh Tâm. Không chị ơi, lẽ nào chị và anh Tâm... Hồng à, chị đã sắp là gái có chồng rồi. Vài hôm nữa anh Lập về sẽ cử hành hôn lễ. Em đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa làm gì. Không ngờ ba em lại làm cho bao người đau khổ như vậy. Em thấy xấu hổ quá. Thôi, nãy giờ chị em tâm sự cũng nhiều rồi phải không? Đã đến lúc phải làm theo lời của tôi nói nè. Cửa ra đã khóa chặt, phòng khách mở âm thanh nổi bung loa. Còn là tôi bể phổi cũng không ai ghé vào tiếp cửa. Hai thằng này cho nó phế hai bi biểu, nó nhảy vô lửa tụi nó cũng nhảy nữa. Phải không tụi bay? À, thấy cái mặt nó đang phê thấy ghét không? Ông Được, ba năm nay vắng mặt tôi và anh Lập, ông đã biến ngôi nhà này thành ra chỗ bán lẻ ma túy và bán sĩ Tiết Trinh. Chút nữa cô sẽ được xem tôi sinh hoạt. Đúng 10:45, một ông khách sộp sẽ viếng thăm. Tôi hứa cung cấp cho ông ta một cô gái thiệt là đẹp. Chuyến này nếu thành công, tôi sống no đủ quanh năm. Nó chính là người đẹp được mọi người chờ mong. Duyên dáng và diệu hiền, và nhất là còn Olegin. Tuân lời ba, mai ra con còn được xem mặt trời mọc. Cãi lý thì tao giết ngay, tao giết chết hai đứa. Chị Thảo ơi, mình đã rơi vào cạm bẫy lũ vô lương. Chết rồi, trước tình thế này đành nát ngọc tan hương. Chị ơi, em thà chết đi còn hơn là phải đánh mất Tiết Trinh. Thảo à, em đừng nghĩ như vậy. Chị sẽ có cách giúp em. Em phải nên bình tĩnh lại. Ông Được, ông hãy nghe đây. Tôi muốn đề nghị cùng ông, tôi sẽ thay thế chỗ kia cho ông không lôi hẹn. Chị Thảo, chị đã hứa nát thân cho em trọn ước nguyện. Chị giúp em toàn vẹn Tiết Trinh. Sao, ông có đồng ý hay không?
cô cao thượng quá, nhưng mà xin lỗi, thân chủ của tôi cần một cô gái còn trinh. Tôi vẫn là con gái. Cái gì? Ông đã biết chứng bệnh trầm kha của anh Lập mà. Những viên thuốc tiết dục ở trong tủ kia đã biến ông và ảnh trở thành những người bất lực. Cô, 3 năm nay tôi và anh Lập sống bên nhau như những người bạn thân tình. Giỏi, tốt lắm. Nếu vậy thì cô vẫn còn trinh. Cô thì tôi đòi mắc hơn chút, trả thù được thằng Lập bội nghĩa vong ân. Không nói nữa, 10 giờ rồi, con này sẽ được giữ ở trên kia. Khoan đã, tôi muốn nói chuyện với em Hồng một chút. Chị Thảo, chị tốt đối với em quá. Hồng, em còn cả một tương lai sáng chói. Còn chị, chị chỉ còn chút hiện tại này thôi. Chị bảo vệ nó cho em và cho cả anh Tâm. Nay mai anh trở về xứ sở quê hương, hiểu lòng em, anh sẽ cùng em bàn chuyện tương lai. Loài có dài cô đơn, còn em là hoa đẹp giữa vườn hồng. Chị ơi, chị làm em cảm kích, chị cần đảm hy sinh mơ ước cho em hạnh phúc son. Phần thưởng của già Thúy Dung, đời em lớn giữa những xấu xa, em phải nhận lãnh số phận. Xin chị nhường để em hy sinh cho chị. Đưa nó lên lầu cho đến khi thân chủ hài lòng rằng cô vẫn còn là con gái. Ngược lại tôi sẽ giết cô và nó vẫn phải được đem ra tê thần. Đưa nó lên lầu. Chị Thảo, chị Thảo. Không, ông khách sộp này có cái đặc điểm là thích sự mờ ảo của căn phòng hoa. Vậy mới lãng mạn, vậy mới thơ mộng. Cô nhớ chịu khách đó nha. Đưa nó vô. Có nhiều mà giải quyết cũng muốn xỉu nữa. Còn trong chốc lát nữa là em đành lỡ mất thời thơ. Em sẽ không còn là em của những năm hai đứa mình chung mộng. Loại cỏ dại không hương nồng sắc thơm đành bị dập dùi dưới nghịch cảnh phong ba. Ông vừa gọi đúng tên tôi. Mấy năm trước tôi có đến phòng trà cỏ dại, bây giờ nơi này thay đổi quá nhiều. Cô có thể hát cho tôi nghe tiếp bài hát vừa rồi không?
bản nhạc đó chỉ thích hợp với những người mang tâm sự u buồn. Còn ông đang đi tìm và ông sắp được vui. Tới đây tôi chợt nghe buồn rai rứt, nên thèm được nghe bài hát đó cho đau xót đậm đà hơn. Tại sao ông lại muốn buồn hơn hiện tại? Dù không muốn buồn, lòng cũng tay tay bâng khuân, sầu cũng về từ ngược lối thời gian. Tôi muốn khóc cho nhẹ nhàng tâm sự. Sau hai năm đi làm thân diễn sư, tôi trở lại thành phố buồn say ngủ dưới trăng khuya. Ông đã khổ vì yêu, và tôi sẽ còn đau khổ trọn đời. Trong tôi bây giờ chỉ là một vùng đất chết. Tôi đến đây không ngoài mục đích nhìn cảnh cũ, nhớ người xưa, nghe tiếng hát u buồn ở nơi này. Tôi hai nỗi buồn động lại sẽ có niềm vui. Nếu cô không phiền,
thì chúng ta sẽ cùng ngồi bên nhau để đổi trao tâm sự. Rồi tôi sẽ đi, trở về diễn xứ. Gặp gỡ như vậy coi như cũng quá đủ rồi. Tư cách và lời lẽ của ông thật khác thường. Trong khi tâm sự đời tôi không có nét đặc biệt nào đáng cho ông khắc ghi vào tâm não. Nó là chuyện đắng cay của một thiếu nữ không may sanh nhầm ngôi sao sâu, mang thân phận hẩm hiu của loài cỏ dại quang hèn. Mà có chân định mạng sẵn chờ già đáp phú loài cỏ dại không được bàn tay nào chăm sóc nâng niu, vẫn có tưởng đâu gặp gió thổi ngược chiều, cứ âm thầm cảm ơn bà nguyệt ông ta khiến xuôi cho cánh phượng trên cao thấy hà cát buồn nằm sâu dưới lòng đất. Từng yêu một cô gái nghèo, nghèo hơn gia đình tôi nhiều lắm, nhưng tình yêu hai đứa không vì chữ hẹn sang mà dáng dở không được thắm hương nồng. Tôi muốn một túp liều trắng và làm ngược lại, nàng đi lấy chồng có bạc tiền sự nghiệp hơn tôi. Suốt thời gian nơi xứ lạ quê người, tôi vẫn cầu nguyện Phật trời cho nàng yên vui bên kẻ khác. Có ngờ đâu khi tình cờ gặp lại thì nàng sống chung chuyên của một gái giang hồ. Người chồng hơn tôi nhiều tuổi, nghịch cảnh đó sâu xé trái tim phản bội của tôi cho đến trọn đời. Ai hiểu được tâm sự loài cỏ dại cô đơn, tôi vì yêu người ta mà ra nông nổi. Tâm ơi khi anh với ai kia hạnh phúc trong ngày cưới, em sẽ sung sướng vô cùng dù tận đáy mồ sâu. Thảo, anh là tâm của em đây. Em nói gì lạ vậy Thảo? Tâm là anh. Anh cải trang vào đây, mong tìm hiểu sự thật về em, và cũng để vạch mặt người cha kế độc ác. Không ngờ anh gặp em trong hoàn cảnh bẽ bàng này. Anh còn tìm hiểu về em đi làm chi nữa? Anh đã biết hết rồi. Anh Lập đã gặp anh ở nước ngoài và đã nói cho anh nghe tất cả. Anh ấy đã nhường vé máy bay lại cho anh để anh trở về đúng hẹn ngày hôn lễ. Anh Lập quyết định ở luôn bên đó, không trở về đây nữa. Anh ấy nói rằng rất mong em được hạnh phúc. Anh Lập không về nữa sao?
Em nợ anh ấy nhiều quá. Trước hết em phải theo anh rời khỏi chỗ này. Anh sẽ báo với nhà chức trách để đến đây hốt trọn ổ bọn chúng. Đứng lại, mày đi cái tao giết nó liền ra. Anh hai. Không, ông không được làm bậy. Thả em Hồng ra. Tao sẽ cho nó xong nếu mày đưa cho tao 50 triệu và để cho tao thoát khỏi nơi đây. Bằng không tao giết nó liền. Đừng, ông không được làm như vậy. Đừng yên. Gì vậy? Ông cử động là tôi sẽ giết ông liền. Sợ mày quá. Mấy năm nay tôi ra nông nổi như thế này cũng vì ông đã lừa gạt tôi. Trường, anh Trường, tao giết chết hết tụi bay. Chết. Đau bà con. Chị hai, em là Trường đây nè chị hai. Chị tha lỗi cho em đi chị hai. Em khờ quá, chị đâu có giận em. Trường ơi, mình đã tìm gặp được ba rồi. Ba mình còn sống em ơi. Và cũng đã tìm được má ruột của anh nữa. Thật vậy hả chị? Ba em còn sống sao? Dạ phải đó anh Tâm. Má của anh cũng chính là má ruột của anh Trường. Và cũng là má sao của chị Thảo nữa đó. Vậy anh Tâm là anh ruột của em sao? Phải. Trường ơi, đây là ba má ruột của con nè. Lại mừng ba má đi con. Má, má nói ông này là ba của con hả má? Con của ba. Tao nói mày là con tao mà mày không có chịu tin ha. Má, thật vậy sao má? Vậy là con với em Thảo là... Tâm, hai đứa con không có liên hệ gì với nhau cả. Con yên tâm đi. Vậy mà làm con hú hồn hú vía à? Má, má của con. Trường, con của má. Ủa sao ai cũng vui cười hết vậy? Tôi tìm được con tôi rồi thì tôi vui là phải. Sao mấy người cũng vui nữa? Ngộ ghê. Ngộ ghê á. Má à, con tính mai này đưa ba con đi bác sĩ tâm thần trị bệnh. Chắc không bao lâu nữa ba con sẽ tỉnh lại thôi má à. Má cũng hy vọng như vậy. Mình có nghe con nó nói gì không mình? Bộ tôi điếc sao mà không nghe? Mà sao bà lại kêu tôi bằng mình hả? Thì tôi là vợ của mình mà. Vợ tôi. Mình có nhớ tôi không vậy mình? Mình nữa. Vậy là vợ tôi nữa này hả? Trời vui quá trời vui. Ba. Con là con của ba nè ba. Mày là con của ba đúng rồi. Vui quá. Con nữa nè ba. Con là con của ba nè. Con tôi luôn. Ba. Con cũng là con của ba nữa nè ba. Trời ơi trời, con tôi nhiều quá. Con nữa nè ba. Trời ơi nhiều quá trời ơi. Vợ tôi cũng nhiều, con tôi cũng nhiều, đông vui quá. Yeah.